Đôi khi có những thứ đã lỡ hoặc là không may hóa ra này là hay đó anh em, bởi vì đơn giản đó là những điều phải xảy ra với chúng ta mà thôi. Đấy thì nhân tiện đọc cái bình luận của bạn này thì mình mường tượng ngay đến cái kiểu tóc mới nhất của GD gần đây ở một cái sự kiện Chanel. Đó là kiểu tóc long layer, anh em có thể quan sát. Đây là một cái kiểu tóc có thể nói là rất tự nhiên, mang hơi hướng rất là tự nhiên. Thường thường khi mà anh em có tiệm cắt đúng không? Hai bên là phải giống nhau, tròn trịa, vuông vức gì đó, nhìn cắt tóc là biết ngay, đúng không? Nhưng mà đây là một cái kiểu tóc và người thợ cắt nó cũng phải vượt qua được những cái nguyên tắc cơ bản nhất để khi mà cắt cái kiểu tóc này ra giống như kiểu không cắt vậy. Và giống như kiểu là nếu như mà anh em cắt tóc xong phải 1, 2, 3 tháng sau nó mọc ra thì nó mới giống như thế này. Cho nên cắt như này cũng rất là khó. Và cái người chơi cũng phải là một người có tầm, cái người hiểu biết về cái những cái đó thì mới hiểu được. Chứ nếu mà chúng ta đi cắt tóc đúng không? Anh thợ bay bổng mà người ta cắt cho cái tóc của anh em mà giống như chưa cắt vậy thì đôi khi anh em lại còn bắt đền họ. Đấy, và khi mà anh em chơi những kiểu tóc này thì anh em tham khảo rất nhất là bạn này. Đấy thì đôi khi chúng ta để nó không thể nào nó được đẹp như là kể cả là thợ người ta có cắt gần như 90% là giống rồi. Nhưng mà đôi khi ấy, cái thần thái của những người nổi tiếng ấy, nó khác với chúng ta, những người thường chúng ta chưa đạt được cái tầm đó. Cho nên anh em đừng bao giờ thích thì chơi thì đặt kiểu tóc của mình nó như nào thì mình thích chơi thì mình lấy ngẫu hứng như thế mình chơi thôi. Chứ mình đừng bao giờ tại sao em để mà nó không được đẹp như gì đi. Cái điều đó là cái điều dĩ nhiên anh em nha. Đấy thì tóc mình đang dài, có lẽ là sau này mình cũng sẽ thử kiểu tóc này để cho anh em tham khảo nhé. Cảm ơn anh em.